rồi đấy, coi như là phải thích mùi miêu của chồng mới ngủ được nha. Ủa sao hôm nay em thiếu mùi? Thay đầu cho máy nó nóng từ từ. Wow, chỗ này có bộ bình tráng rồi nha. À, tại thả cái màn xuống á, chứ không có màn nào thấy có cái lạ nữa.